Chào cả nhà. Mỹ Điền ở quê mình ở Trà Vinh, năm nay mình 43 tuổi. Thì mình được vào làm Oriflame á, là mình thích nhất là vì trong Oriflame có dòng dinh dưỡng nguyên nét rất là tuyệt vời để giúp cho mình được khỏe mạnh và rất là nhiều người được khỏe mạnh. Thứ hai là mình vào đây mình có được cái thu nhập mỗi tháng. Vì vui nhất là mình vô đây mình làm cái công việc này mình rất là vui. Còn được hoàn thiện được bản thân. Rồi vô đây mình được học hỏi trong cả nhà DBS mình rất là nhiều. Rồi mình được quen rất là nhiều người luôn. Rồi còn được đi nhiều nơi nữa. Thí dụ như đó ở nhà không có được đi Sài Gòn. Tự nhiên vô đây làm được đi Sài Gòn hoài. Rồi đi được đi nhiều nơi khác, đi đi giao dinh dưỡng cho rất là nhiều người ở xóm hay là ở tỉnh khác, là mình cũng được đi nhiều lắm, đi Tây Ninh. Rồi thích nhất là mình được được đi du lịch. Thì ước mơ của mình cũng rất là thích đi du lịch. Còn cái mong muốn của mình á là được chia sẻ cho rất là nhiều người dùng cái dinh dưỡng wellness của mình để có cái sức khỏe tốt. Còn cái ước mơ của mình á là có cái thu nhập mỗi tháng và được đi du lịch. Rồi mình xin hết, cảm ơn cả nhà Cảm lắng ơn nghe. chị Điền. Chị Điền là một người chị mà Trang rất là ấn tượng mọi người. Chị dễ thương lắm. Khi mà chị lên Sài Gòn á, chị lên Sài Gòn thì chị ở nhà bảo trợ, thì mình lên nhà bảo trợ chơi. Thế thì mình nói chuyện với chị ấy, mình ấn tượng cái là mình chỉ có ghẹo chị ấy, mình nói chuyện bình thường thôi, mình ghẹo chị thôi. Mà chị ngại á, xong á mặt của chị đỏ lên như là cô gái 18 mới mới lấy chồng, mới về nhà chồng ấy. Tức là rất là nhỏ nhẹ mà có phần nhút nhát đó mọi người. Nhưng mà khi mà chị Điền vào với DBS Oriflame thì Trang thấy chị Điền có nhiều sự thay đổi lắm. Thay đổi trong cái mạnh dạn hơn, rồi sức khỏe tốt hơn, rồi có ước mơ, cuộc sống có ước mơ, có mục đích, có khát khao. Cái điều đấy thì Trang nghĩ là rất là nhiều người ở ngoài kia không có được cái điều đấy. Tức là cứ sống thì biết vậy thôi, chứ cũng không biết là mình muốn cái gì, cũng không biết mình ước mơ cái gì nữa. Thì chúc mừng chị Điền nha, chúc mừng chị Điền với cái sự trưởng thành của chị.